Chương trình này được bảo trợ bởi Family Choice, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 1-800-NEW-DOCTOR hoặc 714-898-0765. Dental Land là vòng mạch nha khoa lý tưởng của mọi lứa tuổi, 714-899-1212. Kinh nghiệm am tường và sức mạnh của AIG. Kính chào quý khán thính giả, chúng tôi là luật sư Đỗ Hiếu Liêm. Bây giờ chúng tôi lại trở lại với quý vị và chương trình Người Việt Luật Mỹ mà quý vị có thể tiếp tục gọi vào đài qua cái số điện thoại ở trên màn ảnh của đài là 714-893-3264. 714-893-3264 thì chúng tôi sẽ tuần tự trả lời những câu hỏi của quý vị. Hello, chúng tôi nghe đây. Hello, dạ tôi luật sư Liêm, tôi nghe đây. Hello. Hello. Dạ, yeah. Anh có thể đặt câu hỏi. Dạ, yeah. Tôi là thương lê luật sư. Tôi muốn hỏi luật sư. Luật sư nghe không luật sư? Dạ, yeah, tôi nghe rồi anh. Dạ, yeah. Tôi muốn hỏi luật sư. Hồi xưa giờ tôi liên kha, tôi chỉ đi Việt Nam chỉ còn dưới 6 tháng. Bây giờ tôi đổ quốc tịch rồi. Tôi có thể lâu nhất là bao lâu luật sư? Ông có thể ở bao lâu cũng được hết á. Ông có cái miễn là... cái passport bây giờ ông nó tới thường ông cái passport nó tới 10 năm thì ông dạ. Dạ, ông có thể ở bao lâu cũng, một khi ông có quốc tịch đó thì ông dạ. Ở nước ngoài, ở Việt Nam hay bất cứ nước nào ở bao lâu cũng được, không có bao giờ có vấn đề gì hết đó, khác với dạ. Khi ông chỉ có thẻ xanh thôi nhé. Tôi đi thăm 7 mà hết thì bây giờ ở bao lâu cũng được, nhưng mà lâu mấy tháng có đi lãnh sự quán để mình trình báo với ông luật sư không? Ông phải trình gì hết đó, ông có trình gì hết đó, ông phải trình ai hết đó. Tuy nhiên đó, ở tòa đại sứ Mỹ đó, nó có một cái mẫu đơn mà ông có thể ghi họ cho biết là ông ở Việt Nam ở địa chỉ nào, chẳng hạn điện thoại sao, để just in case rủi ông có bị vấn đề gì hoặc là liên can pháp luật gì đó thì tòa lãnh sự Mỹ họ sẽ có bổn phận là họ sẽ liên lạc với ông để họ giúp đỡ ông. Nhưng mà đa số không có ai bỏ tha thì giờ để mà làm cái chuyện đó đó. Mặc dù đó nó có cái dịch vụ đó. Tức là ông về Việt Nam vào tòa đại sứ Mỹ á, nó có một cái mẫu đơn. Trong cái mẫu đơn đó, ở cái, trong cái phòng mà để mà phục vụ cho cái public á, cho mọi người đó. Thường là cho kiều dân Mỹ á, thì nó có cái mẫu đơn. Ông điền cái mẫu đơn đó, ông nộp cho tòa lãnh sự Mỹ hay là đại sứ quán Mỹ. Thì họ, nếu ông có vấn đề gì ở bên Việt Nam đó, thì đó, họ sẽ giúp cho ông. Vậy thôi. Dạ. Còn... câu thứ hai. Dạ, tôi thì ngoài ra không có tiền gì chính phủ hết. Tôi chỉ tiền hưu, làm trên 10 năm rồi được cái tiền hưu. Thì tôi về bệnh với tôi muốn tất cả tiền hưu và tiền pension nó chuyển về Việt Nam. Có được không, thưa luật sư? Việt Nam cũng như là một số ít những nước hiện giờ đó thì bên Sở An sinh Xã hội họ không có chuyển trực tiếp về bên Việt Nam đâu. Do đó đó ông phải mở một cái chương mục ngân hàng ở bên Mỹ, rồi cái tiền Social Security nó sẽ chuyển vào cái chương mục ngân hàng bên Mỹ. Đã lâu rồi, cái đó có lâu rồi. Ok, vậy thì dạ, thì ông vẫn phải tiếp tục giữ cái chương mục đó. Khi ông về Việt Nam đó thì ông mở một cái chương mục ở một cái ngân hàng Việt Nam mà họ có chấp nhận cái wire transfer từ cái ngân hàng Mỹ, thì sau đó ông sẽ ra lệnh cho cái ngân hàng Mỹ nó chuyển cái số tiền của ông qua cái wire transfer về Việt Nam, thì có thể nó sẽ tính một cái số phí mấy đồng này đó nha. Kéo được về bển để con nó dẫn ra nhà máy kéo, kéo thì có máy nó nhận, còn có máy nó lùi trở ra. Đúng rồi. Dạ. Trả tên 10 đồng, về bên đây nó chặt lần nữa, chặt 2 lần tiền. Dạ, và tốt nhất là ông mở một cái ngân hàng bên Việt Nam thì nó chuyển tiền nó bên Mỹ về Việt Nam thì là tốt nhất cho ông. Tại vì cái phí cũng được chứ đâu, tầng ở America hả luật sư? Bên Việt Nam tôi không nghĩ có Bank America đâu. Không có, tôi đúng. Chỉ có là ông cái có cái ngân hàng thì có thể nó có chi nhánh bên Mỹ, nó là HSBC theo tôi biết là như vậy. Anh nói đọc lại, tôi biên cái chữ HSBC. Giống chữ H, rồi chữ S, chữ B, chữ C. À, khoảng anh làm nó chậm chậm chút S, rồi chữ H, rồi anh nói tiếng, anh chữ B,
bê bò đó, chữ C giống như là mèo cat đó. Ok. Không, cái M, H, S, B, C, chữ H, chữ S, chữ B, chữ C. À, B, C, rồi. Ok, cảm ơn anh. Yeah. Hello, giờ chúng tôi nghe đây. Dạ, xin bác sĩ, bên chữ luật sư Đỗ Hiếu Liêm phải không? Dạ, tôi luật sư Liêm đây cô. Dạ, cô có thể đặt câu hỏi. À, dạ, tôi muốn hỏi luật sư Liêm đó là... Cô nói lớn, tôi cũng... Dạ, dạ. Tôi muốn hỏi luật sư Liêm đó là năm nay tôi sinh 1955, có nghĩa là tôi năm nay tôi 62 tuổi rồi. Dạ. Dạ, thì tôi muốn hỏi đó, tới khi nào tôi mới lấy được tiền hôn, đúng tuổi của tiền hôn bây giờ là bao nhiêu bác sĩ? Cô sinh ngày cho năm 55 phải không? Dạ. 67 tuổi. Ồ, tôi 67 lần hả? Dạ. Yeah. 66 tuổi, chị xin lỗi, tôi xin lỗi nha. 66 tuổi, và yeah, cho những người sinh sau 1943 cho tới 1959 á, thì đó là 66 tuổi, mặc dù á, năm 57, 58, 59 á, thì sẽ là 66 tuổi thêm mấy tháng nữa gì đó. Nha. Yeah. Nhưng mà nói chung á, là có thể là khoảng 66 tuổi. Nếu có thì có thể thêm 1-2 tháng nữa thôi. Nha. Yeah. Thì cô sẽ thì tới khi tới 66 tuổi thì cô sẽ hưởng 100%. Mỗi lâu lâu tối thiểu là một năm bên Sở An sinh Xã hội họ sẽ phải gửi cho cô một cái tờ giấy cho biết là cái đóng góp sau khi cô 60 tuổi rồi, thì mỗi năm hồi xưa đó nó cúp, bây giờ thì nó vấn đề mà ngân sách nó không có tiền, thì bây giờ họ bắt đầu họ làm lại rồi, tức là những người trên 60 tuổi đó thì mỗi năm Sở An sinh Xã hội họ sẽ gửi một cái statement. Trong cái statement nó sẽ cho biết mình đóng góp trong thời gian qua bao nhiêu. Nếu mình 62 tuổi mình về hưu thì mình sẽ được bao nhiêu. 66 tuổi hay tới cái tuổi full retirement age của mình á, là mình về hưu mình được bao nhiêu vân vân. Rồi 70 tuổi mình mới lấy thì lúc đó mình sẽ được bao nhiêu. Dạ, nhưng mà bây giờ thí dụ như tôi đóng thuế hồi 5 năm mới vừa rồi tôi đóng thuế, tại vì đi làm tôi lấy là 1099 đó luật sư. Dạ. Phải đóng thuế 3.000 mấy. Thì bây giờ thí dụ cái 3.000 mấy đó nó vô, nó sẽ vào cái tiền hưu của tôi phải không bác sĩ? Phải không luật sư? Ok. Để nó tính cái tiền hưu khi mà cô claim đó là nó sẽ dựa trên tối đa đó là 35 năm qua. Còn nếu cô làm 10 năm thì nó dựa trên 10 năm, nếu cô làm 20 năm thì nó dựa trên cái 20 năm. Là nó dựa trên những cái năm mà cao nhất của cô. Có những người họ làm trên 30 năm, họ làm 50 năm đi, thì nó sẽ lấy dựa trên cái 35 năm mà đóng thuế cao nhất. Còn nếu cô làm chỉ có 20 năm thì nó dựa trên cái 20 năm đóng góp của cô. Mà từ đó đó nó sẽ tính ra cái số tiền mà cô sẽ được hưởng khi mà cô về hưu. Có nghĩa là bây giờ mình có đóng thuế lại bao nhiêu thì nó cũng là tính cho mình vào cái tiền hưu đó. Dạ. Ồ. Dạ. Giờ muốn hỏi luật sư chứ, ví dụ như 66 tuổi thì tôi bắt đầu tôi được lấy tiền hưu, nhưng mà ví dụ tôi vẫn còn đi làm nữa thì cái tiền thuế tôi đóng nó sẽ tăng cái tiền hưu. Nó sẽ tùy theo là cái số tiền lợi tức của cô đó, cô đi làm nó là bao nhiêu. Lâu rồi, có lần mấy lần trước có lần tôi có trả lời cho cái information, tại nó giờ tôi cũng không có nhớ chính xác, nhưng mà nếu tôi không lầm á là nếu mà cô làm dưới 17.000 đó thì cô nó không có trừ vô cái tiền hưu của cô. Còn nếu mà cô làm trên 17.000 đó thì cứ 2 đồng nó trừ 1 đồng vô cái tiền hưu của cô. Có nghĩa là mình đi làm mà cái lợi tức mình cao thì nó sẽ trừ. Nó trừ vô cái tiền đó, yes. Còn lợi tức thấp dưới 17.000 thì nó sẽ... Nó không có trừ. Nó sẽ tăng lên thêm. Nó không có trừ. Không trừ thôi. Dạ, yeah, mình cái tiền retirement bao nhiêu thì mình ấy đến bao nhiêu. Có nghĩa là mình có đi làm nữa thì cũng như không, cũng không có được tăng tiền gì, chỉ tiền vô gì là... Nó cũng được chứ, cô đi làm tốt tục thì tốt. Thì nếu mà cô còn có đi làm được mà cái lợi tức cô cao thì tốt nhất là cô đừng có claim cho đến khi mà cô, tại vì khi cô không có claim á, hồi nãy giờ tôi cũng mới nói, cứ mỗi năm mà cô không claim thì nó tăng khoảng 8%. Ồ, 8% vào cái tiền hưu đó.
đó. Dạ, cho đến tối đa là 70 tuổi. À, nhưng mà thí hỏi luật sư, thí dụ tôi 66 tuổi tôi lãnh tiền hưu rồi, tôi tiếp tục đi làm thì cái tiền hưu tôi vẫn được lãnh và tôi đi làm tôi cũng vẫn được. Được, nhưng mà nó tùy, hồi nãy tôi vừa mới nói là cô làm dưới 17.000 thì nó không có trừ. Mà cô làm trên 17.000 thì nó sẽ trừ. Cô tốt nhất là cô vào cái website của SSA đó, cô coi, cô có thể mở account, nó để là My Social Security. Thì cô có thể, you know, check cái đó và cô có thể hỏi, có thể biết nhiều information hơn tôi nữa. Nha? Yeah? Ok, cảm ơn cô. Dạ, chào cô. Hello, dạ, chúng tôi nghe đây. Dạ. Dạ. Luật sư Liêm không? Dạ, phải ông. Dạ, tính hỏi thăm, mình làm hồi đó mùa nhà đó. À. Mà không có làm cái gì chút ấy. À. Vậy giờ mình làm cái đó là vấn đề cũng như nghe nói gì. Rồi will là sao vậy, luật sư? Tôi gần hết giờ rồi, bây giờ tóm tắt ngắn nha. Will đó và tín quỹ á, will hay là trust, trust thường gọi là tín quỹ. Thì tín quỹ á là cái will á, cả hai cái đều là cái văn kiện mà pháp lý để khi mình qua đời đó thì những cái người thân mình sẽ hưởng cái tài sản của mình. Mình sẽ biết là phân chia cái tài sản đó, phân chia như thế nào, ai được hưởng, phân chia làm sao. Nhưng mà cái di chúc đó là cái will đó thì thường thường đó là khi mình qua đời thì mình, nếu mình có những cái tài sản lớn là sao? Là nếu tài sản mình trên 150.000 hay là mình có những cái bất động sản thì khi đó đó mình sẽ phải qua thủ tục của tòa, nó gọi là thủ tục probate. Thí dụ bởi vì ông đứng tên trong cái nhà, bây giờ ông chết rồi ai thay ông để ký, để mà bán hay chuyển nhượng đây, do đó phải ra tòa. Và thường thường cái thủ tục probate đó, nó sẽ mất khoảng từng tối thiểu là 9 tháng cho tới 1 năm. Thì nó mới xong, và cái tốn kém đó, nó sẽ tùy theo cái tài sản ông nhiều hay lớn hay ít. Còn cái tín quỹ đó là vẫn là giống như là will, tức là để lại tài sản cho người thân, nhưng mà cái lợi của nó là không phải qua thủ tục probate. Với điều kiện là cái người luật sư khi làm cái tín quỹ cho ông thì họ sẽ phải duyệt qua những cái tài sản ông có. Tùy theo cái tài sản ông có như thế nào, thí dụ bất động sản thì họ phải chuyển cái chủ quyền nhà đó từ ông đứng, thí dụ ông là Nguyễn Nhân A đó, thì nó khi ông làm cái trust thì ông sẽ đứng là Nguyễn Nhân A, là trustee của cái family trust của Nguyễn Nhân A. Thì khi nó đứng là như vậy, khi ông chết đó, trong cái trust họ sẽ có những người kế tiếp, nó gọi là successor trustee. Cái người đó có thể là con ông, có thể là vợ ông hay vân vân. Những người đó họ sẽ có quyền như ông, mà nó sẽ thi hành cái ý định của ông trong vấn đề phân chia cái tài sản của ông. Thì nó tóm tắt là như vậy. Nhưng bây giờ tôi đã quá giờ rồi, thành ra nếu mà ông có muốn đó, thì ông chờ kỳ tới, thì chẳng hạn ông đặt cái câu hỏi trở lại thì ông có thể hỏi thêm, tôi có thể có nhiều thời gian trả lời cho ông để mà you know, những cái câu hỏi của ông. Nhưng bây giờ thì tôi hết giờ, tôi cũng quá giờ rồi nhé. Thành ra cảm ơn ông nhiều thôi, hẹn kỳ sau đi. Dạ, hẹn kỳ sau ha. Dạ, cảm ơn ông. Dạ, không có chi ông. À, đến đây thì chúng tôi được biết đã chương trình đã mãn, thành ra cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Người Việt Luật Mỹ trong hơn một cái giờ qua. Và chúng tôi cũng xin hẹn gặp quý vị vào thứ tư tuần sau, cũng từ 7 giờ tới 8 giờ trên làn sóng Lira Sài Gòn TV 57.17. Từ đây tới đó, nếu mà quý vị có những cái vấn đề về luật pháp hay là có cái câu hỏi về luật pháp thì có thể liên lạc với văn phòng luật sư của chúng tôi qua các số điện thoại trên màn ảnh của đài là 714-898-7579. 714-898-7579 với 35 năm hành nghề luật sư tại Hoa Kỳ và với sự công tác có nhiều luật sư Việt và Mỹ thường xuyên tại văn phòng. Chúng tôi hy vọng có thể giúp đỡ quý vị về vấn đề luật pháp. Lần nữa chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Luật Pháp Người Việt Luật Mỹ và cũng xin kính chúc quý vị một tuần lễ vui vẻ với người thân và gia đình, và xin hẹn gặp quý vị vào thứ tư tuần sau. Và xin cảm ơn.